Rất là đẹp ở đây, khi nào ăn cho rau xấu lắm. Rau muống hôm nay từ trên chị ăn rau diếp, để rau diếp với anh này. Anh trai bán hàng gặp gái như tụi em mà không muốn lấy tiền rồi đó. Đem vào trong tính tiền giùm em cái. Có ăn đâu muống đâu giúp đấy về ăn nhá. Có bọc cái này, bẻ cái gốc đi bỏ vào cho nó đỡ gãy. Thằng này nó cầm nó không nghe được. Ui. Có bọc đấy, bọc bỏ vào này, rau riếp, rau muống, anh em lấy về ăn. Anh trai đấy rau mới bỏ rau về ăn. Ớt. Đâu muốn đâu giếp về ăn. Rồi anh ở đây mười mấy năm rồi mà. Có mệt mỏi nên võng nằm nghỉ chút thì này. Mới mổ đi đâu. À. Đứa đẻ nó 10k thôi. Ăn rau riếp rau muống đi ba. Chiều ở đây ba cho thì nhiều chứ bán chậm lắm, cho mau hết lắm, bán đâu hết lắm. Không biết chợ khác sao cái chợ này cho mau hết lắm. Cái bọc xanh hết rồi hả? Bỏ cái bọc xanh đây này. Mai đi ngang trả lại cái bọc nhé, thối này cho 5k nhá. Đây đây em. Đây 10.000 đi, hành ngò này nó giùm anh này. Em có ăn rau diếp, rau muống lấy về ăn. Là 10.000 hả anh? 10.000. Đợt này có đậu ve với lại dưa leo, khổ qua, mướp, hơi mắc. Mắc thì mua ớt thôi, rẻ mua nhiều. Em ăn rau diếp, để rau diếp ăn, rau diếp với mua rau muống. Đậu cúc hơi đắt nhá. Chiều bán hàng ở đây gặp gái đông vui lắm. Em ở đâu lận? Mãi đâu? Trong mà chợ Hiệp Hòa này gần lắm mà. Không thì mình chạy đã hỏi thăm ta kỹ đâu mà. Năm nay ăn cho ớt, năm nay ăn nghèo cho ớt, mọi năm cho nhiều lắm. Cho từ 2 giờ á, 2 giờ là đúng là muốn chất từ cái bảng miễn phí xuống á. Cao khoảng tầm 1,5 m á.